hãy đến với chương trình âm nhạc và bước nhảy tháng 7 với chủ đề Nhịp điệu trẻ. Cùng hòa mình vào những giai điệu tình yêu và phần tham gia biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc đang được yêu thích. Phương Thanh, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang, Quang Vinh, Cao Thái Sơn, Minh Hằng, Quan Vi Tuấn Anh, Ngô Kiến Huy, Thu Thủy, Tiên Linh, Văn Mai Hương, Vi Oanh, Ái Phương, Nhóm The Man, và đặc biệt khách mời ca sĩ hải ngoại Ngọc Liên. Giờ đây thành vật tư của con tim sâu đêm sâu.